cương quyết đang giơ cái bảng biểu tình. Vừa có một vụ bắt bớ xảy ra, thấy hai thanh tra xây dựng bẻ tay, quạt tay một cô gái. Đầu không khí lộn xộn. Những câu khẩu hiệu đầu tiên được hô lên. Một thanh niên nữa là bị bắt. Mới ra cầm cái việc đi đằng kia chụp người công an quay lại, em có quay được cái đoạn đó. Chỗ nào được chứ.